Chào tất cả các bác nhé, chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người. Đây ở dưới gốc cây này thì đứng từ xa này thì em nhìn thấy có ông bầu ấy. Nó dình đây thì chắc chắn là có ông về các bạn. Đỗ này cũng lộ lắm rồi, không xăm rồi. Đó là về xăm ở bên sau trường học nhé. Vừa nãy thì em đã thăm một cái ở cột điện nhưng mà chưa thấy ông về. Cái này thì chắc chắn là có rồi. Đây. Ong nó đi rất là tít. Này con ong bầu ấy, nó về nó bắt đây. Đây, nó chơi vậy. Đây. Ong lao vun vút rồi. Ui. Rất là đẹp luôn các bác. Đây này, đúng ong bầu này. Tụ này thì em đã bịt vào rồi nhưng mà chắc chuột nó lại quét ra rồi. Nó vào từ bao giờ các bác. Này. Ui. Ba bốn con rồi, cả dưới đất này luôn. Chúng tổ đàn này khá đông đấy các bạn. Nó sẽ lại chết con này. Ba bốn con ong này. Rất là nhiều luôn. Mày. Ý. Không. Ý. Bọn này nó cũng tấn công ác hết. Kinh khủng. Ông bám khiếp khủng luôn. Hai ba con nhưng mà nó bám rất là chặt. bảo vệ tổ. Nó giải quân cũng đây để gọi như là tự sát luôn ấy. Đàn này em nghĩ là đông nữa các bạn, bởi vì là giải quân rất là nhiều này. Bù kín hết lỗ luôn, lỗ này bị chuột khoét to lắm rồi các bạn. Đó, như vậy là có thành quả nha các bạn nhé. Làm ra cái cột điện đằng kia thì không có, thì nó đã cái kia là không có. Không có đàn nào vào vì cái đấy khá hở, cái này cũng khá hở này các bạn, nó bị vênh ván hở hết rồi. Ong nó vẫn vào, nó vênh hết ván. Vì cái đấy là cái mặt dưới sao đó. Kìa, nó đã bu được một con rồi, nó vây kín này, rất là tuyệt vời. Tối nay em lại bận không kìa. Tối nay đi lấy thì đẹp. Chắc là mai mới lấy được các bạn. Đàn này chắc là khá bự, thả phấn rất là nhiều rồi. Chắc là sáp cũng to lắm rồi. Kết quả tuyệt vời nha các bạn nhé. Đi ra thăm cái ở ngoài này nữa, như cái ngoài này thì nó lại em chưa chát kín ý. Có bác nào bác cái dọn này, bác cái đặt hộ kia, bên kia trường học bên đấy các bác nhá, gần cái nhà 3 tầng ấy. Đó, cây này thì bẫy năm nào cũng có ong về rất là nhiều ấy các bác, cái vối rất là to, phải hai người ôm hết ấy. Ong chân vàng về đây rất là nhiều ấy, chứng tỏ là gần đây có tụ ong chân vàng. Ba bốn con nó về đây nó quây ong này bắt. Lỗ này em bịt vào rồi nhưng mà nó vẫn hở ra, chắc chuột thấy con gì khoét rồi. Tôi em ra tụ ngoài đây nhé. Đó ngoài đây, đó đấy thì nó hở lắm, chưa chắc đã có ong vào. Mà người ta lại đặt hộ, biết nó có ong vào không? Có thì người ta cũng lấy mất rồi. Đây, hôm em đi xem thì người ta đặt lên đây thấy rất là nhiều rồi. Như này thì ong không bao giờ vào hở này cả.
Mai hôm nào em chát em đi đặt chỗ khác, em không đặt chỗ này nữa. Năm ngoái chỗ này thì cũng được hai đàn cái cây thông này. Người ta thấy vứt ở đây lăn nóc thì người ta đặt hộ, đặt vào. Người ta tưởng là không dùng nữa. Không phải, không đã trực tiếp đâu, sang đặt đâu. Hở này thì không chát thì ong nó cũng không vào. Và dưới thẹp khi nó đứt hết rồi, mục hết rồi. Khu vực này thì năm nào ong cũng về rất là nhiều. Đây, nốt nhựa người ta đặt mới làm này. Nhựa vẫn còn loãng, chắc mới làm buổi chiều nay rồi các bạn. Vẫn còn đang chạy. Nhá, video của em được tạm dừng tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé. Các bác xem video nhớ cho em một like nhé. Bác nào chưa đăng ký thì đăng ký kênh giúp em nhé. Xem giải trí cho nó vui.